200 anh em trong cái trả lời với kênh 1955. Trong video này mình sẽ chia sẻ em cách để có thể sử dụng chơi cái tựa game là Wu Tang Win Play mà có tiếng Việt anh em. Đó, hiện tại game này chưa có tiếng Việt, nhưng mà trong video này mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta có thể có tiếng Việt trong tựa game này, để chúng ta có thể chơi tựa game này nó đơn giản hơn ha. Chứ tiếng Anh thì nhiều khi anh em đọc không hiểu gì luôn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Bây giờ mình sẽ vào cái tựa game đồ vô hú này nha. Đây, mình sẽ vào tựa game đồ vô hú này. Hôm qua mình có làm video chia sẻ em cách để tải tựa game đồ vô hú rồi đó, anh em có thể xem lại video đó nha. Rồi, thành công 100%. Rồi, ok, anh em có thể đổi nhân vật nè. Đó, wow, rất tương lớn chút. Rồi, ok nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cách để ta làm tiếng Việt nha. Anh em chỉ cần vào cửa hàng Google Play nè. Đây, anh em vào cửa hàng Google Play nha. Rồi, anh em tìm với từ khóa là dịch màn hình. Đây, anh em sẽ tải cái ứng dụng tên là Intel nè. Instant Chat Lab and Green on Green nè. Để ta dịch màn hình đó nè. Đó, ta bấm mở lên. Rồi, ok, ta thiết lập các quyền là ok nha. Bây giờ mình sẽ chọn cái ứng dụng dịch màn hình này ha. Và chúng ta sẽ chọn cái ứng dụng tên là dịch màn hình, rồi bật nó lên, bây giờ rồi ok, bật công tắc nó lên, bắt đầu ngay đó. Nó sẽ có cái công tắc dịch màn hình chúng ta nè. Rồi ok, dịch tự động rồi nè, khu vực dịch nè ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào game nè. Ok, bây giờ mình đang trong game ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây, em bấm vào cần cài đặt ha. Thì đây em thấy tiếng Anh không à, nên bấm vào cái phần tiếng Việt selection nè. Thì này nó chưa có tiếng Việt anh em, nó không có tiếng Việt rồi. Đó. Rồi ok, bây giờ mình muốn có tiếng Việt thì làm sao? Thì anh em chỉ cần kích cái con dây lên trên bên đây nè. Đó, anh em bấm vào dịch toàn cầu với mình nha. Đây, anh em bấm vào dịch toàn cầu. Đó, thì nó sẽ dịch cho chúng ta nè. Thì lựa chọn ngôn ngữ nè, quản lý gói tội gì đó. Đó,
rất là hay nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay ra nè. Bây giờ mình sẽ bấm đó anh em, dịch màn tụ to màn hình đó, thấy không? Đó, nó ra tiếng Việt trơn nè. Đó, mình những khu vực có chữ nhiều. Đây bấm vô Ethiopia nè. Đấy. Dịch toàn cầu đi. Đó, cho nó dịch hết luôn. Có không? Đây, cúp nè, phòng trưng bày, bản đồ, ba lô nhận xét gì nè, bạn nè. Nhớ. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần nào có chữ nhiều á. Thì ví dụ như phần này có chữ nhiều nè. À, mình bấm thì nên có thể bấm vào cái phần là dịch thông minh, chọn trong ứng dụng á, dịch tự động hoặc dịch thông minh á. Nên bấm dịch toàn cầu nè. Đó, thì nó sẽ dịch cho chúng ta luôn ha. Rồi, đó ha. Nè, chúng ta nhấn vào nhấn giữ vào màn hình để xem góc qua đây. Đó. Chúng ta bấm vào và anh em sẽ thấy là có cái chữ này để copy luôn ra luôn nè. Ha. Đó. Tìm ra ngoài luôn, copy ra ngoài luôn. Rồi. Rồi anh em, bây giờ mình bấm vào ngôi nhà lại nè. Anh em bấm vào hình ngôi nhà nè. Anh em bấm đây. Rồi anh em sẽ kéo xuống nè, chọn cho mình phần dịch toàn cầu nè. Rồi, anh em thấy là cái phần là nền thông minh không? Tự động nhận dạng rồi và màu sắc của văn bản. Rồi bật tính năng này sẽ ghi đè lên màu sắc văn bản và hình nền được thiết lập bên dưới. Ta bật cái này lên nha. Bật cái dịch nền thông minh này lên. Và bật cái nền trong xuống này lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại game nè. Đó, mình quay lại game. Bây giờ mình sẽ bấm vào dịch toàn phần. Đó, thì chữ nó không còn nổi lên nữa mà nó sẽ dịch đè lên luôn. Nè thấy không? Đó, đè lên luôn nè. Đó, nè thấy không? Rồi, ví dụ như mình bấm vào đây đi. Đó, mình bấm vào đây, mình bấm vào dịch toàn cầu. Đó, thì em thấy chữ nè. Đây. Đó ha, nó không có bị nổi giống nãy nữa. Nãy nhìn thấy khó chịu, bây giờ thì em thấy là dịch bằng cái này là chúng ta ok hơn rất nhiều ha. Rồi, đi. Thì em cứ chơi bình thường thôi. Tới chỗ nào mà có tiếng Anh nào đó nó hiện lên thì chúng ta cứ việc dịch thôi. Đó. Đây, nhìn bản đồ. Game này tự như game nào đó ha. Nhưng mà game này chắc cũng tiết kiệm dung lượng hơn. Đó. Rồi. Đổi nhân vật nè. Đây, những phần này nè. Anh em muốn đọc thì bấm vào dịch toàn cầu. Đó. Nó sẽ dịch cho chúng ta nè. Muốn qua phần khác thì cứ việc chọn vào. Rồi, như vậy thì mình đã chia sẻ em chi tiết cách để có thể sử dụng cái game là Wu Tang Wei phần tiếng Việt này. Đó. Rồi, nếu thấy hay đừng quên cho mình một like đăng ký nha. Chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video sau.